Chào tất cả anh em. Em này hàng sưu tầm nha anh em. Chất liệu là bạc pha vàng trắng ha. Bạc và vàng trắng. Hàng cao cấp, xuất đi thị trường Nhật nha anh em. Em nó được khắc sâu hoa văn rất là chi tiết, tỉ mỉ và sang trọng ha. Hàng sưu tầm. Anh em nào có duyên với em nó hứng thú tiễn em nó về chơi thì cứ alo mình ha. Số điện thoại lên tiêu đề clip nha anh em. Trên tay với anh em trước ha. Đây là em Zippo bạc pha vàng trắng ha anh em. Chìm hoa văn, khắc sâu hoa văn toàn thân luôn ha. Đáy bằng nhà đẹp. Hàng chính hãng với bộ Mỹ ha. Em này xuất đi thị trường Nhật nha nè. Hàng xuất Nhật ha. Đồ hoàn thiện rất là chi tiết tỉ mỉ ha. Hàng new 100% nha anh em. Zin từ A tới Z ha. Rất là sang trọng đẳng cấp cho anh em mà sưu tầm tuyển về hoặc làm quà biếu quà tặng cho người thân bạn bè ha anh em. Chất liệu cao cấp bạc pha với vàng trắng ha. Xem hình ảnh chi tiết em nó thì anh em vô trang Facebook mình ha, click vô đường link ở ngay dưới miêu tả video nha nè. Hàng sưu tầm cao cấp, anh em có nhu cầu cứ alo mình lấy giá giùm nha nè. Từ A tới Z ha anh em. Xứng đáng cho anh em mà trên tay sưu tầm em nó ha. Anh em yêu mến đăng ký kênh với Bồ Tấn Nguyễn ủng hộ mình ha anh em. Cảm ơn tất cả anh em. Hoa văn khắc sâu bạc pha vàng trắng ha anh em. Giấy tờ em nó đầy đủ ha. Hộp đựng full box luôn nha nè. Rồi, cảm ơn tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ha. Chào tất cả anh em ha.